Xin chào các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Tuấn Mạnh, bếp trưởng khách sạn Mường Thanh Hà Nội. Hôm nay đến với chương trình Nấu Cùng Nhân Gia, tôi xin giới thiệu món bò viên sốt cay. Nguyên liệu của chúng ta gồm có bò xay, bánh mì, ớt, hành và tỏi. Các nguyên liệu của gia vị có đường, mì chính, hạt tiêu, hạt nêm và chúng ta có sữa tươi. Bước 1, chúng ta lấy ruột bánh mì để ngâm với sữa tươi. Chúng ta dùng một miếng bánh mì cỡ này, khoảng chừng 30g. Chúng ta bỏ vỏ đi. Chúng ta sẽ cắt nhỏ và cho vào ngâm với sữa. Các bạn cho vào đây 3 thìa sữa nhé. Chúng ta ngâm cho bánh mì nó hút sữa vào. Đến bây giờ chúng ta chuẩn bị phần sốt thì chúng ta thái cà chua. Chúng ta có thể xay, thái cho các bạn thái nhỏ. Các bạn cho vào đây một chút dầu ăn. Chúng ta phi thơm tỏi. Khi mà tỏi đã thơm rồi thì chúng ta cho cà chua vào. Trong lúc chúng ta nấu sốt thì chúng ta sẽ tranh thủ làm viên thịt bò. Thịt bò này chúng ta sẽ trộn với những cái nhân như sau, đó là ruột bánh mì được ngâm sữa. Chúng ta sẽ băm nhỏ đi. Đây, cho thịt bò vào đây. Ruột bánh mì được băm nhỏ. Đây này, có hành băm, tỏi băm, ớt băm, thì cà phê hạt nêm, một chút đường, đây cho một chút muối tinh và một chút hạt tiêu. Chúng ta trộn đều lên. Đã dẻo rồi, chúng ta sẽ viên từng viên như này. Chúng ta sẽ chảo chín khoảng 40% thôi. Thịt ở vỏ ngoài đã có lên màu đẹp và chín được 40% rồi. Các bạn sẽ gắp bỏ ra. Chúng ta nêm gia vị vào sốt nhé. Chút hạt tiêu, ớt bằm, hạt nêm cửa no, chút đường và muối tinh. Chưa chắc, chắc các bạn cho vào. Sốt khi đã đun như này rồi thì các bạn đun thêm 10 phút nữa để cho cà chua nó không bị nồng. Cúng mặt hàng, chúng ta thái thật nhỏ. Bây giờ các bạn cho thịt bò vào đây om. Khi nào chín tới thì chúng ta sẽ cho ra đĩa. Chúng ta sẽ đun đến khi nước sốt sánh sệt lại và bám đều lên miếng bò. Nước sốt này thì chúng ta có thể là ăn kèm cơm hoặc là chấm với bánh mì cùng với thịt viên bò cay. Nó có vị rất là thơm ngon và có chút húng bạc hà nữa, nó tạo cho hương vị rất là đặc biệt. Bây giờ chúng ta sẽ thái bánh mì để chúng ta bày vào đĩa và chúng ta ăn kèm với cái các bạn bày bánh mì vào đĩa và chúng ta sẽ cho thịt bò vào. Để lấy thịt bò, chúng ta sẽ cho thịt bò vào đĩa. Là húng thái, các bạn thái nhỏ lên.
Với món bò viên sốt cay, chúng ta ăn kèm cơm trắng hoặc là bánh mì trong những ngày đông lạnh sẽ có một cái sự hương vị rất là ngon, ấm và có những cái vị thanh mát, hơi the the của bạc hà kèm với bánh mì làm cho chúng ta có một cái bữa ăn rất là thú vị. Tôi hy vọng qua cái buổi hướng dẫn của tôi, các bạn có thể thực hiện món này tại nhà để cùng người thân thưởng thức. Xin cảm ơn các bạn.